chào mừng quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí đồng nghiệp đang có mặt tại Liên hoan Tuyên truyền Liên đồng tỉnh Hà Giang năm 2022. Lời đầu tiên cho phép Mai Lan, Mạnh Hùng xin được gửi tới quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc Liên hoan Tuyên truyền Liên đồng tỉnh Hà Giang năm 2022 thành công tốt đẹp. Vâng, và xin cảm ơn những tình cảm quý báu của quý vị. Xin mời quý vị cùng hướng lên sân khấu để cùng đón xem các tiết mục văn nghệ cổ động múa Xuân Bản Lao Xa, biên đạo Mạnh Hùng biểu diễn tốc múa. Thiết bản sáng tác Ngô Sĩ Ngọc biểu diễn đình chuẩn và tốc múa. Chu Nhập Cụ, tập thể nam nữ diễn viên. Thank you.
tay bạn bầu ngọt bùi mèn men men lá nồng nàn đã nâng lên là uống rượu mê môi chảy vào tâm can lòng người ấm áp. Mâm cỗ nhà ta lành sương ngọn gió, món ăn bay từ gan ruột, tình yêu đừng đầy chó ngô, ta nâng bát mời bốn phương tam hương, cách bát đây xin làm anh em, mong cho bạn chân cứng đá mềm, ban chúc người ra mạnh khỏe, rượu củ đầy chum, ngô đậu đầy nương, bạn sẽ nhớ nhà ta. Cách bắt đây xin làm anh em, mong cho bạn chân cứng đá mềm, ban chúc người ra mạnh khỏe, rượu củ đầy chum, ngô đậu đầy nương, bạn sẽ nhớ nhà ta. Ta nâng bát thết đại bàn bầu ngọt bùi mèn men men lá nồng nàn đã nâng lên là uống rượu mềm môi chảy vào tâm can lòng người ấm áp. Mâm cỗ nhà ta lành sương ngọn gió, món ăn bay từ gan ruột, tình yêu đừng đầy chúc ngô, ta nâng bát mời bốn phương tam hương, cách bát đây xin làm anh em, mong cho bạn chân cứng đá mềm, bạn chúc người ra mạnh khỏe, rượu ủ đầy chum, ngô đậu đầy nương, bạn sẽ nhớ nhà ta. Cách bát đây xin làm anh em, mong cho bạn chân cứng đá mềm, bạn chúc người ra mạnh khỏe, rượu củ đầy chum, ngô đậu đầy nương, bạn sẽ nhớ nhà ta. Nèo sơn non ta rót tràn đêm, 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 nèo sơn non ta rót chạy vào tâm can, nếu sơn non ta rớt rượu chạy vào tâm can.
Vâng, xin cảm ơn những tình cảm quý báu của quý vị. Những tràng vỗ tay cũng là những động lực giúp cho đội tuyên truyền lưu động huyện Đồng Văn có thêm những năng lượng để biểu diễn trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, bảo tồn và xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đồng bộ với phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, nhiều nét văn hóa đẹp, tín ngưỡng truyền thống của đồng bào nhân dân các dân tộc cần được bảo tồn và phát huy. Ngày 12 tháng 1 năm 1998, Bộ Chính trị đã ban hành chỉ thị số 27 về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội nhằm tổ chức quán triệt triển khai sâu rộng, nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và nhân dân nội dung các văn bản của Đảng và Chính phủ. Nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị, ngày 10 tháng 5 năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang đã ban hành chỉ thị số 09 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, bài trừ hủ tục lạc hậu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Cụ thể hóa chỉ thị số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Văn đã ban hành chương trình số 16 ngày 1 tháng 6 năm 2021 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, bài trừ các phong tục lạc hậu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đồng Văn và đã gặt hái được những kết quả nhất định. Vâng, cấp xã đã tổ chức được 22 hội nghị đến với 868 đại biểu, tuyên truyền phổ biến được 540 buổi với 1.700 người tham gia. Cấp thôn, tổ dân phố tổ chức được 450 hội nghị lồng ghép với các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt thôn đến 3.800 đảng viên và gần 16.000 hộ gia đình. Tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau, tuyên truyền bằng loa di động 110 buổi, 21 buổi tuyên truyền tại cơ sở, 19 buổi tuyên truyền tại các phiên chợ, tuyên truyền trực quan, 20 băng rôn, sản xuất tin, chuyên trang chuyên mục, 48 tin, 10 bài viết, phóng sự, 1 chuyên trang chuyên hình, 1 chuyên trang chuyên mục, tuyên truyền trên các cụm loa phát thanh tại cơ sở, 79.920 buổi, xây dựng video tuyên truyền bằng tiếng Mông, tiếng phổ thông, 2 video tuyên truyền trên các trang mạng xã hội. Các cấp các ngành tổ chức hội viên, hội nghệ nhân dân gian gặp mặt biểu dương người có uy tín trên địa bàn, tổ chức ký cam kết với từng hộ gia đình trong việc xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, dần già trong đồng bào dân tộc thiểu số. Một số xã đã thực hiện rất tốt như Lũng Cú, thị trấn Đồng Văn, Tả Lủng và Sà Phìn. Tổ chức tuyên truyền vận động hoán hôn được 80 trên 80 cặp do chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật đã giảm 114 trường hợp so với cùng kỳ năm 2021. 23 dòng họ tại 7 xã thị trấn đã thực hiện rất tốt việc bài trừ phong tục lạc hậu như đưa người chết vào áo quan, không để người chết ở trong nhà vài ngày, không giết mổ nhiều gia súc gia cầm. Vâng, cùng với sự đồng lòng của Đảng và nhân dân, các cơ quan ban ngành đã tổ chức họp ký cam kết không để cho con em mình tảo hôn hôn nhân cận huyết cho 829 hộ gia đình, tuyên truyền và xử lý hành vi tảo hôn được trên 68 buổi, trên 6.912 lượt tham gia. 100% các đám cưới không tổ chức ăn uống linh đình, trên địa bàn không còn kết hôn cận huyết thống. Quyết liệt hơn trong việc xóa bỏ hủ tục lạc hậu, ngày 1 tháng 5 năm 2021, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang đã ký ban hành nghị quyết số 27 của Đảng bộ tỉnh thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Với quan điểm mục tiêu xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh gắn với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, tăng cường công tác lãnh chỉ đạo của cấp ủy Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, hướng dẫn kiểm tra của các cấp các ngành, tổ chức chính trị xã hội hết năm 2020, đảm bảo 100% cán bộ đảng viên thực hiện và có trách nhiệm vận động người thân xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu. Tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nội dung các văn bản của Đảng, Chính phủ như chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị, chỉ thị số 06 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ thị số 05 ngày 9 tháng 2 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Vâng, cùng với đó, các cấp các ngành đã tập trung quan tâm đầu tư hỗ trợ đồng bào thiểu số giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới ở địa phương, xây dựng các thiết chế văn hóa ở cơ sở, duy trì các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao nhằm xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú lành mạnh cho nhân dân, thường xuyên nắm bắt
diễn biến tình hình tư tưởng, đặc biệt là những vấn đề bức xúc trong đồng bào dân tộc thiểu số để kịp thời giải quyết, phát động các phong trào thi đua yêu nước, khuyến khích nhân dân tích cực lao động, sản xuất, phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy tinh thần dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh. Vâng, để bài trừ các hủ tục lạc hậu là việc làm không thể một sớm một chiều mà cần có sự chung tay, chung sức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể thực hiện một cách thường xuyên, liên tục, kiên trì cùng với sự linh hoạt, đổi mới về phương pháp, cách thức cho phù hợp với mỗi dân tộc, vùng miền nhằm đảm bảo vừa xây dựng đời sống văn hóa mới, đồng thời vừa gìn giữ được nét đẹp văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn. Kính thưa quý vị, để hiểu rõ hơn về sự quyết liệt của các cấp các ngành trong việc thực hiện chỉ thị số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm Ánh mặt trời sau vách đá xám. Tác giả kịch bản: Trung tâm Văn hóa Thông tin và Du lịch huyện Đồng Văn. Với các vai diễn: Đình Chuẩn trong vai Phó Bí thư Thường trực, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo xóa bỏ hủ tục lạc hậu trên địa bàn xã. Mạnh Hùng trong vai Phó Chủ tịch xã, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo xóa bỏ hủ tục lạc hậu trên địa bàn xã. Sùng Phứ trong vai ông Mua, trưởng họ Hầu. Mua Cho trong vai cháu ông Mua. Minh Huệ trong vai vợ ông Mua. Mai Lan trong vai bà cô ông Mua. Sau đây tiểu phẩm xin phép được bắt đầu. Đồng chí Ly à, có chuyện gì mà đồng chí làm cái cháy nhà thế? Tôi đang đến ủy ban xã để tìm đồng chí đây. Ê, có việc gì nghiêm trọng, đồng chí nói tôi nghe. À, tôi vừa nắm bắt được tình hình, ở thôn Trúng Bà A, có họ ông Hầu Mí Trá vừa có người mất. Đặc biệt, đây là một dòng họ lớn, có rất nhiều anh em ở các huyện như Mèo Vạc, Yên Minh và Quản Bạ. Tôi biết họ sẽ tổ chức đám ma dài ngày và giết mổ nhiều gia súc, gia cầm. Nên tôi đặc biệt đến đây để xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí. Được. Có lẽ đây sẽ là một sự khởi đầu khó khăn của xã ta trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện theo chỉ thị số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang và nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang về việc xóa bỏ các hủ tục lạc hậu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Vâng, đồng chí cho triệu tập ngay các thành viên trong ban chỉ đạo xã. Đồng thời, đồng chí cũng liên hệ với ông Vàng Trán Hào, người có uy tín trong thôn, xuống ngay cơ sở để chúng ta thực hiện nhiệm vụ. Vâng, thưa đồng chí. Tình hình bà đã thế rồi, chú quyết định đi sẽ để bao nhiêu ngày và mổ mấy con bò. Xem nào, mai cũng đồn rồi. Thầy kia thì là trùng vào nhà chôn của ông, thầy kia cũng không được. Hay ra bà vất vả cả đời, cháu phải để 5 ngày và mổ 3 con bò, mà phải là những con bò to đẹp, không tính những con anh em họ hàng nhà mình rất đến. Kìa chú, cái vấn đề tổ chức đám ma dài ngày và mổ nhiều trong bò, cháu nghĩ chú nên suy nghĩ lại. Ây da, chú, thôn ta đã có hữu ước thôn, nhà chú, nhà cháu đã ký kết rồi đấy thôi. Không được, phải để lâu ngày. Không được đâu, mẹ tao là vất vả cả đời, phải để lâu, để ngày là tao không nhất trí đâu. Đúng rồi, phải để lâu ngày. Mẹ ơi, ông Địa. Đúng rồi đấy, phải để lâu chứ. Ôi trời, ơi, cứ chảnh trông. Thôi được rồi, ba mình với cô Ly đi vào trong đi. Phải để lâu. Chào bác Mua, chào cả nhà. Chào cán bộ, chào ông Thảo. Mời cán bộ và ông Thảo ngồi. Bác Mua này, được biết gia đình bác có người mất, chính quyền xã trước mắt là đến hỏi thăm gia đình, thứ hai là đến... Các ơi, hôm nay các em đến gia đình chúng tôi là để thăm gia đình chúng tôi hay để làm gì? Sao mà đến nhiều người thế? Gia đình chúng tôi hôm nay có người chết
có phải ăn cá ăn trộm đâu. Kìa anh Trác, anh cứ bình tĩnh đi, không phải như anh nói đâu, chúng tôi đến đây là vì... Thôi, cán bộ mỗi người phải nói nhiều. Hôm nay gia đình chúng tôi đã có người chết, cán bộ đi về đi, để gia đình chúng tôi còn bàn chuyện. Ông Thảo, ông nghiên cứu tí tuyên truyền vận động giúp tôi. Không nghe. Chọc bác Thảo này, bác hãy vào khuyên bảo gia đình giúp chúng tôi. Được. Đồng chí đi, đồng chí cho triển khai lấy thông tin người chết để làm giấy chứng thực. Vâng. Mua này, cháu Trá, hôm nay tôi và cán bộ đến đây là để cùng bạn gia đình về cái đám ma của bạn nhà mình. Rất mong gia đình thông cảm và chấp hành tốt. Ông Thắng, ông buồn nói cái gì? Ông bảo gia đình chúng tôi chết này, là chết hành cái gì hả? Cháu Trá, hôm nay tôi và cán bộ vào đây cùng gia đình mình thay đổi một số cái bước thủ tục trong cái đám ma của bà cô Ú. Cái gì? Thay đổi lại về đây bảo chúng tôi làm như thế, thế là thế nào? Ông cứ bình tĩnh chứ, ông phải nghe ông Thảo nói nữa chứ. Cái thủ tục của dông hò hò chúng tôi từ xưa các cụ đã làm như thế rồi, tại sao hôm nay cán bộ và ông Thảo lại về đây bảo chúng tôi làm như thế, thế là như thế nào? Ông Mua, Đảng và Nhà nước đã luôn đồng hành cùng bà con nhân dân trong nhiều hoạt động, nhưng vẫn còn gặp những khó khăn nhất định, đó là chúng ta vẫn còn giữ lại những hủ tục lạc hậu. Hôm nay tôi đặc biệt mời ông Thảo đến đây để tuyên truyền vận động cho gia đình xóa bỏ những hủ tục lạc hậu vẫn còn đang tồn tại ở đồng bào người dân tộc Mông ta. Hay là nhà tao đang có người chết mà không nên nói cái gì nhiều thế à? Người chết cũng không được yên. Hay ra mấy cái đàn ông bà này lắm chuyện quá đi, đi vào trong đi. Sao hôm nay có cán bộ ở đây, ông nói xem nhà chúng tôi phải làm như thế nào. Ông Mua, hôm nay tôi và cán bộ vào đây là mong muốn gia đình ông đưa cái người chết vào qua thay đổi một số cái bước thủ tục trong cái đám ma của người Mông mình. Chứ ông là cái trưởng họ của cái dòng họ Hầu mà ông vẫn cứ tổ chức như cái kiểu ngày xưa là vi phạm cái hương ước của thôn đấy. Đúng đấy bà. Sẽ vi phạm mà còn ảnh hưởng đến cái sống văn minh của người Mông mình, rồi ảnh hưởng rất nặng về cái phát triển kinh tế nữa đấy. Ảnh hưởng đến gì nào? Nhà tao vẫn thế, thế ông nói xem cái gì ảnh hưởng đến cái tiền nhà tao, ảnh hưởng đến cái văn minh nhà tao nào? Thì việc mà ông không cho người chết vào quan đấy đi, rồi ông lại còn để lâu ngày mổ nhiều gia súc gia cầm, thế đấy ảnh hưởng nó là thế. Vì thế hôm nay tôi và cán bộ vào đây cũng muốn ông thay đổi các thủ tục đấy để cho nó văn minh, thế nó mới tốt chứ. Cái gì? Đưa người chết vào áo quan á? Tại sao ông và cán bộ lại về bảo nhà tôi, nhà tao là như thế này? Từ khi tao sinh ra các cụ đã làm như thế rồi. Ông và cán bộ muốn tao chết à? Không được, không thay đổi được. Làm sao mà thay đổi được những cái thủ tục này? Ông Mua, ông hãy cứ bình tĩnh nghe tôi nói, rồi ông sẽ hiểu được vì sao tất cả chúng ta ở đây đều là người Mông, nhưng có những cái dòng họ là khi có người chết họ cho đi vào qua để làm ma đưa đi chung cất, còn có những cái dòng họ khi chết họ cho vài cái cây mà gọi là cúng người để đưa đi chung cất. Ông gia đình tôi bảo đại nhân là thế này, ngày xưa cái người Mông ta nó sống rải rác ở các sườn núi núi đá đấy, vì thế cho nên có một số cái dòng họ là họ chọn được cái chỗ địa hình bằng phẳng, nó thuận lợi cho cái việc phát triển kinh tế cũng như là vấn đề di chuyển. Còn một số cái dòng họ là chọn được cái chỗ địa hình đường núi đá gập ghềnh khó khăn, vì thế cho nên trong cái quần sống sinh hoạt hàng ngày thì cũng rất là khó khăn trong cái việc phát triển kinh tế cũng như là trong cái việc di chuyển đi lại, mà thậm chí là khi có người chết thì đường nó nhỏ nên là không thuận tiện cho nhiều người đi lại,
vì thấy người mong ta mới nghĩ ra là làm sao để hai người cũng đưa được cái người chết đi chôn cất. Thế là người mong ta nghĩ ra là dùng hai cái cây là cái trúc chính. Thế dùng cái cây tre, cái trúc chẻ mỏng ra, ta thì cái mảnh đỡ cho người chết để hai người đưa đi chôn cất cho nó nhẹ. Cái này rồi mới xong hỏi nhà ta. Thế là cái thủ tục đấy nó cứ tồn tại đến tận bây giờ đấy thôi. Mặc dù nó thuận lợi hay khó khăn thì nó vẫn như thế. Cho nên là ông với tôi bây giờ mình phải tiến bộ, phải thiêu cái đảng, cái nhà nước, mình phải văn minh thì con cháu nó mới được nhờ chứ. Ê ra, ông Đào, những gì ông nói có đúng là ngày xưa ông cho ta đã sống và làm thế thật không? Thế ông không thấy à? Mấy chục năm nay ông với tôi sống ở đây, ông không thấy bao nhiêu hộ gia đình người ta rất là nghèo, rất là khổ là do những cái nguyên nhân đó đấy. Cho nên ông á, là cái trưởng họ ta mình phải thay đổi, mình phải văn minh. Ê, thằng Trác, mày thấy thế nào? Dạ cháu thấy ra đúng đi bác Mùa. Ngày xưa các cụ đã sống còn quá khó khăn vất vả nên mới đành chịu như vậy. Chứ bây giờ mà để đám ma kéo dài ngày, không để người chết vào áo quan, lại còn để người chết đi ngựa như vậy thì rất là mất vệ sinh, mất mỹ quan bác ạ. Đúng rồi đấy. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ra những bệnh tật truyền nhiễm cho những người còn sống, đặc biệt là những người lớn tuổi và trẻ nhỏ đấy bác ạ. Còn nữa ông mua này, còn cả cái diệt và ngủ nhiều gia súc gia cầm cũng là một cái ảnh hưởng đến cái đói nghèo đấy. Mà ông ngủ nhiều gia súc gia cầm ra, cái con ma có ăn được đâu. Đúng rồi đấy, ông Thảo làm gì rồi bạn bè ông ở một nơi cứ dắt con trâu con bò đấy, ông cứ nhận hết rồi sau này ông vẫn phải đi trả. Thế tôi hỏi ông nhá, cái con trâu, con bò, con dê, con lợn, con chó các thứ đây, người chết lúc ông đưa đi đến chỗ chôn cất ông vẫn cho vào áo quan đấy thôi, có cho hai cái cây mà gọi là con ngựa cho xuống đâu. Mà cái người chết ông cho vào áo quan ở nhà với chỗ chôn cất kia thì có khác gì nhau đâu. Khi chú cần cho thì ông không cho, rồi đến cái chỗ chôn cất thì ông lại cho. Thế tôi hỏi ông nhé, như thế chả phải là ông tự làm ảnh hưởng đến cái tương lai của con cháu chúng ta sao? Ông suy nghĩ lại đi, hãy quyết định. Đúng đấy bác ạ. Cũng phải. Không được, không được đâu. Sao mà không được? Mình phải làm được thì con cháu nó không trách mình chứ. Đúng rồi. Ê, ông Thảo, cán bộ, tao là trường họ, được các cụ truyền như thế thì tao là như thế thôi. Chứ tao đâu có hiểu biết gì về cái chuyện ngày xưa đâu. Hôm nay tại đám ma gia đình nhà chúng tôi chỉ mới được nghe cán bộ, nghe ông Thảo và thỉnh thoảng gặp mày là được nghe cái loa ở nhà văn hóa thôn nói về phá bỏ cái hủ tục hoàng hậu. Thôi được, tao sẽ phải đi theo cái đảng, cái nhà nước thôi. Đi theo để xóa bỏ đi cái hủ tục không tốt của dòng họ hầu nhà chúng tôi và cho tất cả những người mất còn là hầu nữa. Thôi được, cô Ly đâu? Cô mau giúp tôi đi sang cho ký hàng ngô đỏ, hàng đậu tương và hàng tam giác mạch mau lên. Tôi làm ngay. Ông Thảo này, nhưng mà tôi thấy chuyện này vẫn không ổn. Ông mua này, ông là cái trưởng họ của cái dòng họ Hồ, ông phải kiên quyết. Thấy cái đúng là ông phải quyết định cho cái dòng họ của mình thoát khỏi cái thủ tục lạc hậu đấy đi, để góp phần cho con cháu nó không còn là hộ như chúng ta đấy. Thế nó mới là tốt chứ. Đây anh ơi, đây mọi thứ tao đã làm xong rồi đây. Hạt ngô đỏ rang này, hạt đậu tương rang này, hạt tam giác mạch rang này, mọi thứ tao đã làm xong cả rồi. Cô Linh, cô cầm lấy ra đây tôi bảo. Đúng rồi. Hay, đây, tao là bà cô của dòng họ Hầu. Vì cô, con, vì cháu, và cũng là vì cái người mong tao. Hôm nay được thay mặt cho dòng họ Hầu, xin phép tổ tiên trên trời, xin phép trưởng họ
Tôi xin được có lời cắt bỏ đi những hủ tục lạc hậu, những phong tục không còn phù hợp nữa, để mang đến cho con cháu dòng họ Hầu một nếp sống văn minh hơn, một cuộc sống tốt đẹp hơn. Xin ông đi một lời gia to, bé cho mong sạch hơ thẩm thư mua mong thùa, bé dùa mua cho hơ phủ xa, bé chùa phỏng có bé cho mi túc mi nhùa, mua luôn nành rồng và mẹ ngủ lời gia to xưa. Hay quá. Tốt rồi. Ông Thao và cán bộ à, kể từ ngày hôm nay trở đi, dòng họ Hầu nhà chúng tôi sẽ quyết tâm xóa bỏ cái hủ tục lạc hậu, thực hiện nếp sống văn minh để kinh tế huyện nhà ngày càng phát triển mạnh hơn. Hôm nay tại đám ma gia đình nhà chúng tôi cũng sẽ gương mẫu, không tổ chức dài ngày và không mổ nhiều bò nữa. Tôi cũng sẽ thông báo cho anh em đến đám ma bàn tiền để giúp đỡ gia đình chúng tôi với cả khó khăn. Mà kể từ bây giờ trở đi, nếu dòng họ chúng tôi có người chết, nhất định chúng tôi sẽ cho người chết vào áo quan. Tôi cũng sẽ tuyên truyền cho chính gia đình chúng tôi và cho những gia đình khác không tổ chức đám ma dài ngày và không mổ nhiều bò nữa, để tránh lãng phí cho chính gia đình chúng tôi và cho những gia đình khác. Ê già, ông mua này, cái việc này ấy, đã nhớ ông nên làm từ sớm rồi nó mới phải. Thôi, phải thay đổi, đi theo cái đảng, cái nhà nước thôi. Bác mua, anh trả. Tốt rồi. Vậy là xã ta và huyện Đồng Văn đã góp một phần vào thực hiện xóa bỏ các hủ tục lạc hậu theo chỉ thị số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang và nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang. Thay mặt lãnh đạo xã, tôi xin được biểu dương gia đình đã tiên phong trong việc xóa bỏ hủ tục lạc hậu để thực hiện nếp sống văn minh. Xã sẽ lấy gia đình làm gương điển hình để tuyên truyền nhân rộng trên toàn xã và toàn huyện. Đúng rồi đấy. Đồng chí Ly, dạ. Đồng chí cho chỉ đạo anh em dân quân, hội phụ nữ và đoàn thanh niên xuống để giúp đỡ gia đình lo đám ma cho chú đáo. Vâng, đồng chí nhớ mời các trưởng thôn, người có uy tín của các thôn khác đến để học tập và nhân rộng. Vâng ạ. Bác Mua, bác Hào, hai bác chính là những người uy tín mà đảng và nhà nước đã sáng suốt lựa chọn để đưa những chủ trương, chính sách của đảng nhà nước đến với toàn thể nhân dân. Hai bác chính là ánh mặt trời sau vách đá xám của người Mông núi rừng cao nguyên đá Đồng Văn. Ông Thảo, cán bộ là bà cô của dòng họ Hầu, hôm nay nghe ông Thảo và cán bộ nói thế, tao mới thấy những dòng họ còn những phong tục lạc hậu như dòng họ Hầu nhà tao thật là không văn minh và mất vệ sinh. Hôm nay tao đã thấy ánh mặt trời về thật rồi. Anh Mua, ông Thảo, anh và ông đây chính là ánh mặt trời sau những vách đá xám kia. Ôi, hôm nay mặt trời đã bừng sáng, sáng cho dòng họ Hầu ta và sáng cho tất cả những người Mông trên cao nguyên đá này. Cảm ơn ông Thảo, cảm ơn cán bộ. Bác Thảo này, bác hãy ở lại để giúp đỡ gia đình thực hiện một số thủ tục. Còn chúng tôi, xin phép gia đình, xin phép toàn thể mọi người, chúng tôi được về. Chào cán bộ, gia đình. Chào cán bộ, cán bộ về nhá. Cảm ơn bác Thảo. Ông Thảo này, thôi có khi là cũng muộn thôi, mình gọi thầy vào xong rồi tiến hành làm cái thủ tục đưa người chết vào áo quan thôi. Được, tiện thì cũng bảo các thanh niên chuẩn bị áo quan, xong là sau khi thầy làm lễ xong thì chúng ta cho bà vào áo quan để làm. Rồi và cũng đây bảo các chị em cũng chuẩn bị may cái trang phục cho bà. Bà Mì, cô Ly, hai người mau chuẩn bị vải xong rồi may quần áo cho người chết nhá. Vâng. Thôi chúng ta tiến hành làm thủ tục nhá. Đồng văn xưa kia nói nhiều tâm
động tỉnh Hà Giang năm 2022 đến đây là kết thúc. Một lần nữa kính chúc quý vị đại biểu khách quý, ban giám khảo cùng toàn thể đồng chí đồng nghiệp một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn những tràng pháo tay của toàn thể quý vị đã dành cho đội tuyên truyền lưu động huyện Đồng Văn. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng là trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta đã được đón xem chương trình khai mạc và đã được đón xem chương trình tham gia liên hoan của 4 đội tuyên truyền văn hóa lưu động. Trong buổi sáng ngày mai cũng tại hội trường trung tâm huyện Xín Mần sẽ diễn ra chương trình tham gia liên hoan của 4